Xin chào tất cả các quý khách hàng nhé. Thì hiện tại cửa hàng em mới dọn được một cây máy cưa xích tay cụt hàng Big Maru Yama, hàng đời mới ha. Đây 33T. Hàng này nói chung là chỉ sử dụng gia đình nhé. Lam thì sử dụng lam 40, xích ở xích mini. Đó. Thế em nhận thấy thì máy này còn đẹp xuất sắc. Nói chung là đẹp 95%. Nói chung là máy rất là còn mới. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Maruyama 33T. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu em máy như thế này thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo nhé. Đó. Mã số seri của máy đây ha. C164988. Đấy, thì bây giờ em sẽ vào phần khởi động lên cho mọi người xem ha. Thì trường hợp để lâu cái xăng, anh em để ý bơm núm bơm xăng phụ này lên này. Đó, bơm lên. Cái đây là cái cần e ở dưới núm bơm xăng phụ nha. Trường hợp để lâu kéo nó ra, giật nó ho một tiếng mọi người, đẩy vô là xài bình thường. Đó, công tắc thì nằm đây. Thì máy này thì em đã khởi động sẵn rồi. Giờ em sẽ giật nổ thôi ha. Này, hơi rụt gan ti nhá. Anh em nào muốn nó tự bóp ga thì đẩy cái chốt này xuống, bóp ga vào mới bắt đầu bấm cái chốt này vô ha. Thả ra nó sẽ tự lên ga 30%. Ga ti em cho hơi nhỏ nha mọi người. Nổ thì rất là ok, máy thì rất là đẹp xuất sắc. Trường hợp này thì em hiện tại em đang căn dư ốc L ha, nghĩa là ốc xăng đó. Thì tí em sẽ siết lại là sẽ nhạy nổ hơn nha mọi người. Đó là nó sẽ không bị có bị rụt gan ti nữa. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Số điện thoại của em có sử dụng Zalo ha, thì bên em có ship toàn quốc nhé.